Xin chào mọi người nha. Hôm nay có anh tới xem hai dàn bo của công ty. Một mẫu là 932, một mẫu là 210. Đây thì mình sẽ mở nhạc lên test thử anh xem cái dòng nào anh ưng ý nha. Rồi mình sẽ thiết kế ra cái quán của anh không gian bao nhiêu á. Rồi mình thiết kế những cái nào là hợp lý. Giờ anh sẽ nghe cái loa 932 trước nha. Sub thì cái F đôi. Đây là một bản hàng hàng zin luôn, hàng của công ty hết luôn rồi. Giờ công ty nhập khẩu có nó chú. Dòng này mấy dòng này là mình nhập khẩu trực tiếp. Anh sẽ đưa công ty vô mấy dòng cây nó nhiều bộ lắm thôi chứ. Mở máy ra nghe, thấy nó thấy con thì nó làm quá mà mình chỉ là nó cưới. Cưới thì phải kê gối thì được chứ chưa. Thank you.